Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày được phát sóng hàng tuần trên kênh VTC16. Chương trình có sự đồng hành của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin toàn cảnh về sâu bệnh và dịch hại hàng tuần cũng như khuyến cáo kịp thời của các cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật để bà con có đầy đủ thông tin kiến thức bảo vệ cây trồng. Tuần này, thời tiết toàn miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa cho đến mưa to. Diện tích gieo cấy lúa toàn vùng hiện đạt 720.000 hecta, trong đó thì dày nâu và dày lưng trắng lứa 3 gây hại diện rộng chủ yếu trên trà lúa sớm và chính vụ với mật độ phổ biến từ 100 đến 300 con 1 mét vuông, cục bộ là từ 3.000 cho đến 5.000 con 1 mét vuông với tổng diện tích nhiễm là 9.000 hecta, nhiễm nặng 55 hecta. Dự báo trong thời gian tới, dày nâu sẽ tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên các giống nhiễm, trà chính vụ và muộn, sẽ có cháy ổ cục bộ trên trà lúa chắc xanh, đỏ đuôi nếu như không phòng trừ kịp thời. Để chủ động phòng trừ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do dày nâu gây ra, bà con cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mật độ dày để chủ động phòng trừ, cụ thể như sau. Khi mà bà con phát hiện dày ở trên đồng ruộng, cần phải phun thuốc trừ dày theo nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc và đúng cách. Ngoài ra, nhóm dày hại thân những tỉnh đồng bằng sông Hồng, nơi mà có diện tích lúa muộn, đặc biệt là những khu ruộng giống nhiễm bệnh đạo ôn như là nếp cái hoa vàng, nếp đặc sản, cần phun thuốc bảo vệ thực vật phòng bệnh đạo ôn cổ bông theo khuyến cáo của cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật địa phương khi mà lúa chỗ gặp mưa rào. Chuyển sang thời tiết ở tại khu vực Bắc Trung Bộ, tuần này thời tiết tại đây sẽ là mây thay đổi cho đến nhiều mây, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, trời lạnh về đêm và sáng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Hiện toàn vùng đã gieo cấy được 15.000 hecta lúa hè thu và đang bị các loại dịch hại như là chuột và ốc bươu vàng gây hại. Dự báo trong thời gian tới, các đối tượng dịch hại trên sẽ phát sinh và gây hại tăng trên mạ lúa mới gieo. Bà con cần phải tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi sát các loại dịch hại, thực hiện các biện pháp phòng trừ chuột, ốc bươu vàng và bọ trĩ theo khuyến cáo và chỉ đạo của cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật địa phương. Trên cây sắn, diện tích nhiễm bệnh khảm lá toàn vùng đã tăng 500 hecta so với tuần trước và nâng tổng diện tích sắn nhiễm bệnh này là 6.700 trên 38.000 hecta. Bà con vẫn phải tiếp tục triển khai công tác tiêu hủy tàn dư, nhổ bỏ sắn mới trồng nhiễm bệnh khảm lá và bên cạnh đó cũng cần phải phun trừ côn trùng môi giới truyền bệnh. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thời tiết tuần này ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to cho đến rất to. Lúa xuân hè, hè thu trong khu vực đã xuống giống được 120.000 hecta và đang ở giai đoạn xạ, mạ và đẻ nhánh đồng chỗ. Hiện thì ốc bươu vàng đang gây hại trên 1.000 hecta và chuột cắn phá 300 hecta. Hiện nay, các tỉnh đang tập trung xuống giống vụ hè thu, bà con cần phải chú ý ốc bươu vàng và chuột gia tăng gây hại lúa, giai đoạn gieo xạ mạ và chuột chủ yếu là gây hại mạnh ở giai đoạn đẻ nhánh làm đồng. Để quản lý chuột và ốc bươu vàng hiệu quả, bà con cần phải ra quân đồng loạt để có thể diệt chuột. Bên cạnh đó cũng cần phải làm đất kỹ, san bằng mặt ruộng, tránh lồi lõm và trũng nước, tạo rãnh xung quanh ruộng, dùng lưới có mắt nhỏ chắn nơi cho nước vào ruộng và điều tiết nước ở trong ruộng để hạn chế ốc bươu vàng di chuyển. Cắm cọc nhử ốc bươu vàng đẻ trứng để thu lượm, chủ động phòng trừ theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn tại địa phương. Bên cạnh đó, diện tích trồng thanh long trong vùng đạt 34.000 hecta, chủ yếu tại tỉnh Bình Thuận, đang trong giai đoạn chăm sóc thu hoạch. Toàn vùng ghi nhận 2.400 hecta nhiễm bệnh đốm nâu với tỷ lệ bệnh từ 10 cho đến 20%, tăng 300 hecta so với kỳ trước. Trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, bệnh đốm nâu gia tăng gây hại ở những vườn thanh long rậm rạp, bón phân không cân đối. Vì vậy mà bà con cần phải thực hiện tốt quy trình kỹ thuật quản lý bệnh đốm nâu hại thanh long của Cục Bảo vệ Thực vật như sau. Cần phải vệ sinh vườn và quản lý cỏ dại vào đầu mùa mưa, cắt bỏ cành, quả bị bệnh, thu gom và xử lý tiêu hủy bằng chế phẩm sinh học, không để lại tàn dư trong vườn trồng, tránh lây lan nguồn bệnh. Bà con cũng cần phải bón phân cân đối, tránh bón thừa đạm, tăng cường phân lân, kali, phân hữu cơ hoai mục để tăng sức đề kháng cho cây thanh long. Và cuối cùng là tại Nam Bộ, thời tiết khu vực này trong tuần phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Hiện khu vực này đã trồng tổng cộng 27.000 hecta ngô và trong đó thì cây ngô đang ở nhiều giai đoạn gồm có cây con phát triển thân lá, chỗ cờ và thu hoạch.
Diện tích ngô nhiễm bệnh sâu keo mùa thu là 200 hecta, tăng 5 hecta so với tuần trước, với mật độ phổ biến từ 2 cho đến 4 con 1 mét vuông. Để phòng trừ bệnh này hại ngô, bà con cần phải tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi sát sâu keo mùa thu và các loại dịch hại khác trên cây ngô. Thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô theo khuyến cáo và chỉ đạo của cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật địa phương. Bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày của kênh VTC16 đến đây là hết. Cảm ơn Cục Bảo vệ Thực vật đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.